Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh được khởi công từ năm 2013. Sau 10 năm thi công, hiện công trình này vẫn còn đang dang dở, nằm trơ trọi phơi mưa phơi nắng. Tọa lạc tại khu đất vàng, khu đô thị Thủ Thiêm, ven sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Công trình Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh có vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Công trình có kiến trúc độc đáo, hai khối đặt nghiêng trụm vào nhau, khối thép tạo hình chữ A. Trung tâm triển lãm được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Xây dựng ì ạch, cả thập kỷ dự án này vẫn chưa hoàn thiện, liên tục lỡ hẹn bàn giao, làm xấu bộ mặt khu đô thị mới. Nhiều hạng mục của công trình đã dần xuống cấp sau chục năm phơi mưa, phơi nắng. Theo quan sát của phóng viên, hiện bên trong công trình im ắng, không có dấu hiệu thi công, chỉ có người bảo vệ trông coi công trình. Mới đây, tại buổi giám sát công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ trách nhiệm, hướng xử lý khi Trung tâm triển lãm quy hoạch tổng vốn hơn 800 tỷ đồng, triển khai 10 năm vẫn dang dở. Dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô một tầng hầm, 5 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 18.100 m², cao hơn 31 m. Công trình được khởi công năm 2013 do Ban Quản lý Xây dựng Trung tâm Triển lãm Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Về sau, dự án được chuyển sang cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố.